phải bày mổ không? Tại vì lấy sốc. Nhân tự động cái luôn quá. Ngọt cơ ngọt. Đóng đâm. Cô không ấy chứ. Cha thằng bỏ cái lỗ đó. Rồi anh em 18 chào quý chị các bạn. Chào cả nhà nha. Chào nhau luôn nha. Sáng nay mình với anh Ty đi đi vào rừng già để trải nghiệm các bạn ơi. Nhưng mà rất là xui luôn. Trên cái chặng đường đi á, trời nó mưa suốt, mưa to lắm. Thành vậy thì mình với anh Ty thấy cái láng trại của bà con này. Anh em cũng mưa luôn, cũng mưa. Thì hết đường rồi, giờ đi thì không được mà quay về thì nó phí một ngày của anh em quá. Thì mình với anh Ty quyết định là sẽ khảo sát địa hình xung quanh này, đi đánh bẫy luôn. Có gì thì mình đánh đấy. Thì dọn trời thò thôi hết nước à. Dài em biển biệt xung quanh này đi chào qua lắm. Bây giờ anh em phân nhiệm vụ ra thì Ty sẽ đánh bẫy chim rừng, còn mình đi bỏ bẫy sóc, sóc mướp cả nhà ơi. Làm cây chuối rất dạo anh em đi. Anh cây chuối cả nhà. Bỏ. Này có một cây sung mọc này kìa nha. Trái sai lắm. Này là một con suối rất nhỏ thôi. Cái địa thế này gì à, nó ẩm ướt nè. Đó, xung quanh gợp này rất có khả năng là chim nó sẽ ăn khu vực này. Đúng ra thì mình sẽ nhiệm vụ của mình là đi đánh bầy sóc nha cả nhà. Nhưng mà mình thấy cái vị trí này đẹp quá. Thôi mình sẽ bỏ một cái lon dùng mồi dế để mình bẫy chim rừng tại vị trí này luôn. Rồi. Mình đánh bẫy như thế này thì rất là nhiều ưu điểm luôn. Thứ nhất là không mất thời gian. Thứ hai là nhìn con dế, con sóng nó qua về này, chim rừng nó thấy nó thích lắm. Và thứ ba nữa là chim rừng nó vào á thì sẽ bắt sóng được luôn. Những con chim nào quý có giá trị thì mình sẽ giữ lại, mình nuôi, mình chăm sóc. Hoặc là chim nào nó nhỏ bé quá thì anh em mình thả đi. Giờ mình sẽ tiến vào khu vực này để đánh bầy sóc này. Còn lại một ít rừng này. Xung quanh này là rẫy chuối. Thì tất nhiên là con sóc nó ở khu vực này nè, nó sẽ ăn chuối thôi. Chính vậy mồi hôm nay của anh em 78 đánh là cũng là mồi chuối luôn. Hy vọng là sẽ có vài con sóc mứa bạn nha. Ôi, bỏ cái này tiếp một cái bãi chim. Thì lúc mấy anh em mình hay đánh bẫy á, mình gạt cái khoảng trống cho nó sạch sẽ đi, để gây sự chú ý cho các loài chim cả nhà. Mình sẽ đánh ngay đây một cái chỗ bẫy sóc này. Hợp lý. Ôi trời ơi. Mình đi đến khu vực này thì gặp một cái thác nước. Nước này chắc là sâu không qua được rồi. Chắc là mình men theo cái rẫy chuối này, mình đánh lên trên đầu thác nước kia một ít bẫy nữa.
Ôi trời ơi. Vào về mồi tư này chim khoái lắm, bỏ ngay là chuối này thêm một cái lông chim rồi đi. Lúc đầu là dự định mình sẽ đi đánh bảy sóc, nhưng mà tùy thôi mấy bạn ơi, khu vực nào mình thấy cái linh cảm là có chim ăn thì mình sẽ đánh bảy chim thôi. Đó, sóng vo ve luôn. Ui, ngon nha. Bên này một cây chuối nó bị ngã do mưa bão á, ngã xuống nè, trái chín rất nhiều, chín nguyên buồn luôn này cả nhà ơi. Chuột chim sóc thì nó ăn tàn hết nè. Ui, ngon quá. Đây đúng là chuối tươi ngon sạch ngoài rừng luôn. Mình đi đánh bẫy được một đoạn, tiện có hoa quả dọc đường thì mình cũng xin phép làm một trái thôi. Mời quý anh chị các bạn, mời cả nhà mình trái chuối nha, ngon lắm. Ra rừng mà ăn cái gì cũng ngon các bạn ơi. Ngon à. Chắc là mình bẻ thêm ít trái để trưa nay về cái láng nhỏ mình với anh Ti nướng ăn nha, ngon lắm á. Hôm nay đi đánh bẫy gặp toàn hoa quả không, mới tém được trái đu đủ á, tại ở ngoài rẫy xa lắm các bạn à. Chính như thế này mình bắt gặp, mình không hái thì chim chuột sóc thì nó cũng ăn thôi. Ồ, chín ngon lắm, đã đơ hả. Chuột kia con gà kìa. Con gà cô thiệt bự chứ, gà cô bự nhưng mà chưa đủ tuổi các bạn ơi, chuối nó còn chưa ra hết nên không bẻ được đâu. Ôi trời, này là bà con nông dân họ dùng túi ni lông để tủ cái buồng chuối lại á, tránh bị sâu bọ ăn các bạn ơi. Nhưng mà mưa gió thì chắc là không có đi bể được này. Chú nó chín rục luôn mà. Đó. Ôi trời, uổng quá ha. Nó chín rục xuống luôn, rụng luôn. Còn dư được mấy cái kẹp. Mục đích là dùng để bẫy sóc. Nhưng mà cái khảo sát khu vực này á, chuối nó chín rất là nhiều. Tại mưa gió bão á, bà con mình không đi thu hoạch được. Chín nhiều lắm. Thành vậy là mình nghĩ là sóc nó ăn no hết rồi. Mình dùng cái kẹp này để mình bỏ dớ bẫy chim luôn. Dọc theo trong cái rẫy mía nè, hy vọng là có bìm biệp hay là các con chim gì đi qua lại á, nó mổ là dính ngay mà. Trời, nhìn ta dừa thấy cưng dữ trời. Đang khát nước rồi chứ. Chán thiệt chứ. Đang khát nước thấy ta dừa muốn nảy lòng tham liền các bạn ơi. Thôi có một trái một rồi, như rảnh người ta luôn đây. Ôi cả nhà ơi, mình thì đánh bẫy xong quay lại rồi đây. Nó thu hoạch được một ít chuối với một trái đu đủ nè. Ti thì lúc nãy hai anh em chia nhau ra, Ti đi cánh phía bên này, mình đi ngược lên dòng suối. Tại vì Ti nó đánh bẫy thủ công á, bẫy truyền thống á, nên mình nghĩ chắc là lâu. Hoặc là có thể Ti nó nghỉ ngơi rồi, nó đợi nó quay lại nó thăm bẫy luôn. Mình thì xong xuôi hết rồi. Woo! Thôi Ti đi xa lắm. Nhà thương ba rừng núi ở đây. Lần đầu tiên anh em mình ghé cái láng này xin nghỉ nhờ buổi trưa. Phù hộ ông bà các bác, phù hộ cho anh em sức khỏe, cho mạnh ra giỏi lên. Chấm nhang cho ông bà cho nó ấm cúng.
Bếp lửa của anh em tắt rồi. Chắc là giờ thời gian đợi ti lên mình thì nhá, bếp bếp nấu cơm lần cả nhà ha. Ti chắc còn đói lắm ạ. Tàu nhỏ cứ tàu biết cặp bấm dưới ha, khỉ hấp diêm nó dưới biết. Nó vội quá. Mình cố gắng mình đi mình phân nhiệm vụ ra cho để cho nhanh á, sợ trời mưa là nhanh hết ngay đó. Làng chàng là tối liền các bạn ơi. Sợ đói mình hút 4 chén gạo luôn ạ. Cái hai được mà làm 4 chén luôn. Đang còn đói chiều ăn tiếp. Ôi chú ti ha. À lên kìa. Ti vừa xuống suối kìa bạn ơi. Không sao. Làm gì ha. Ti hái được rau rừng. Có gì không? Không, không. Bụng thiêu đấy mà. Rồi, tuốt à. Mới gây bẫy thăm lại chắc không dính à. Cả đói hả? Mặt sao nghiêm trọng dữ ti. Xuống bắt ngư rồi nhẹn kìa. Này mấy anh em mình có mang theo lưỡi câu á. Thì gần này cái hồ này. Cái hồ cá. Cái hồ không biết có cá hay không. Nhưng mà hai anh em mình câu thử. Này gọi là câu câu trộm á nha cả nhà. Nhưng mà mình nghĩ không sao đâu. Bà con ở quê mình cũng thoải mái lắm. Mình câu con hay con chơi thì họ cũng làm khó khăn đâu. Giật thôi. Cậu yếu dữ không? Khoan đấy là phải giật giật không? Giật 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 đi. Được. Nãy em giật sải không? Giờ tới ti được ha. Nó có sát cá không? Ôi trời ơi. Mau phô phong tạp máu vừa. Đang chuyển hả? Đang dùm lại. Vào đang chạy. Chẳng rút xuống luôn. Từ 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 bình tĩnh đó chứ đấy. Rớt nè. Đầu đầu gì đâu. Phi chú Phi. Chèo 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 chèo. Ủa vậy là cái hồ này thì có cá. Chắc làm hai con à. Hai con chứ không dám. Xin không có chủ mình tạm xin hai con thôi. Nó cần chua được. Đồ rút lên cái kem căng hả? Rau. Ừ. Nôn ăn quá. Rau. Làm con nữa quá. Nó nhỏ. Hả? Tôi làm phát được không? Tôi làm phát được. Giờ tới con thú mạnh. Nhíp không? Dính hả? Ui vô. Bự chứ. Vô trơn. Được, được rồi, được rồi. Rút luôn cái sách cân đi luôn. Chạy chạy anh em ơi, chạy chứ không. Ba con được rồi. Mày, anh em mình lo câu quá. Không, cơ mà chín ngon. Chưa. Đã. Đầy lúc á. Cá thì anh em xin phép được tém ba con. Bới cơm ra. Đấy, anh em ăn luôn một nồi cơm bự á, trời lạnh mà. Chắc là một con để nấu với canh chua rau rừng. Còn hai con lại mình nướng mình dầm với mắm ớt tỏi nha cả nhà.
Chưa, cười một khối, đói lắm rồi. Tỏi rất nhiều ớt xiêm, làm chừng mắm ớt tỏi để lát mình ăn với cá nướng. Nãy dọc đường thì thằng Ti nó hái được một ít rau lá lốt nè, cải trời nè, rau nục áo với một con gà rừng cha choi, phần đó để mình nấu canh á. Ra rừng mà có gì thì mình hái cái nấy, nhưng mà nó ngon lắm. Đồ rừng mà lúc nào cũng tươi xanh sạch. Nửa con hả? Dạ. Cho nướng gà và rừng vào, lát cái rau sau ha. Ngon á, nhờ có con cá này mà nấu canh này. Ăn cơm chè hả? Không mê, cơm mê. Chuối vô thanh màu đục liền à? Canh chua đó, chuối. Dậy xong, có nghề nấu canh gì đâu. Mát á. Rà giống như nước á. Nước cơm hả? Ồ, ngọt. Ngọt hả? Ngọt. Ổn. Món. Cá hơi này. Cá cho hà lửa luôn. Nướng cho nó giòn giòn, nó đeo dầm với mắm ớt tỏi thôi, ăn ngon á, ngon cơm á. Chín liền giờ thì nó có đấy. Cảnh khách tuyệt vời nhất. Mời quý chị các bạn, mời cả nhà ăn cơm luôn. Mời cả nhà. Cùng trưa cùng hai anh em. Gà rồi nướng, này dầm mắm. Ngon. Để nó phải chế ra rồi đánh nướng. Em. Cá dầm mắm ớt tỏi này ăn hợp lắm. Cá đuôi sao mập hương. Cá suối ngon hơn hả? Hôm nào phải đi suối làm món này. Dầm ra cái nước mắm mình nó ngọt lắm. Trầu đá. Cái trầu đá. Chấm rau đá rừng. Không là cá thằng nhau. Dầm mắm này chấm với rau rừng là tuyệt vời này. Mùi tỏi trộn với cá thơm lên. Món này mình nấu cơm nhiều lắm. Ăn hết thì lát người tí đi thăm bãi lại á, còn mình ăn tiếp. Ui, ngon đấy. Được, vừa mưa luôn. Tha hồ ăn. Còn làm ly đâu. Làm ly rượu đâu rồi, giờ ngon. Mời bà bác lên bác cái rượu. Mời anh em dùng bánh này giỏi đó. Mời cả nhà mình lưu nha. Được, nhìn con bốn này liệt dương không? Bốn giờ nay nhau đều nhà mà. Quá uống. Lắm. Cả thành niên mà. Rồi, mời cả nhà nha. Mời bốn luôn. Trời. Rồi, bé bác. Wow. Làm ly ly vậy ăn cơm vừa. Hợp với mắm với ngon cái mứa ớt. Ngon hơn mứa ớt chưa? Mắm nó mặn mà hơn rồi nha. Làm cái đâu nha. Một giá béo không? Cây. Mày hàn em dạt vô cái trại đây, không tha trại đây chứ cũng bỏ nhảy không? Wow. Bây giờ chắc lửa không xong rồi chứ. Tính là đi rừng lớn luôn. Nào, giữa đường là mưa quá. Anh em hãy ghé tạm đây, làm chuyến sinh tồn đây luôn. Xin tiền cảm ơn cái hồ của ông chú nào luôn không? Không biết là có coi được là bỏ qua cho còn kéo một chút. Đó quá. Còn chú nào có cái hồ cá kia thì xem được video đây cũng thông cảm cho không? Mà bên Tây xin ba con. Xin ba con, đúng ba con á. Hay quá anh, hấp dẫn quá. Cắt. Cắt ngọt lắm hả? Ừ, cầm đã rồi. Cắt đâu.
Còn cá mà ngọt hơn chim luôn không? Hợp ăn mà không? Ừ. Cá nấu thành rau rừng cũng hợp lắm là nha. Ngọt hơn thịt chim. Ngọt hay lắm. Tên phụ còn nóng này giọt miếng canh này còn ngon. Ngon thật sự luôn á. Cá rô nấu với canh rau rừng này ngon lắm. Giờ có cái bắp chuối nè. Có gà chà vô á. Ngon. Mưa quá phải tìm đi ăn nữa. Mưa quá. Như tiểu thớ này ra bán ít ngon. Ít rừng quá mà. Để nguồn nát hết đi, đứa cuốn luôn, chịu đâu. Tàn quá. Mây mây. Quá xuống. Thôi anh em lên giọng nè. Giọng một vô đất đó không ạ. Giọng nè nghỉ yên tí rồi. Ôi vô. Tạnh mưa rồi, anh em đi thăm bãi. Mưa cả ngày mà. Thời tiết này nó mưa suốt à. Không đi rừng đi suối lớn được. Đây không có gì nữa, chết luôn nha. Ừ. Cũng xin dài cá được quá. Chết á. Anh em mình đi thăm bãi ấy. Anh em nói tâm sự liếu láo cũng hết mấy tiếng hồ. Chưa lạnh quá ngủ cũng được nha. Giờ mình chúc bạn may mắn vậy. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây không? Ừ. Vậy đó nha. Về mùa mà dưới thôi. Ủa xuất phát. Chắc là hai anh em mình Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây nha ơi. Đi lại xuống bãi nó lúc sáng đánh. Mình lên thăm lại mấy bãi kia trên suối này. Bên em đi đây. Nếu có thì mình sẽ quay chia sẻ cho cả nhà xem. Hy vọng là dính dài con lên nước. Đủ đi chợ phiên y bài không lấy gió ra. Không. Ừ, chúc anh em may mắn. Ôi. Lạ ta. Đồ bẫy này đang còn dớ đang hết luôn mà. Đang hết dớ nhưng mà không dính đâu. Chịu. Dớ còn sống luôn nè. Để mang về cho gà. Cái đoạn này mình đánh 3-7. Với dưới này một cây lông nữa nhưng mà không có gì cả. Không còn rừng nữa gai. Chỉ yếu đánh 7 theo bờ mía này thì giọng dính biềm biệp thôi. Bên kia bỏ cái lông sóc cũng không có nè. Này thôi, hy vọng là Ti đã đánh 9-7 thủ công ạ. Phía dưới con suối kia có hay không, mình thì mớm toàn tập luôn, tuốt tay luôn. Mình vừa thăm chỗ trên kia là không dính nha mấy bạn. Đây chỗ thứ hai này được bọn em xa xá quá là may mắn luôn. Em xa xá. Em mà bữa mình diễn mạnh dính dưới đẹp vòng tròn mà nó treo lên cục cây á. Dễ còn nghiêng luôn. Quá tuyệt vời. Có môi rừng rồi bạn ơi. Thành quả của mình đây. Lòng không. Có gì hết trơn. Ôi bếp thang lửa cháy bập bùng dày mà. Không có dính gì hết buồn nữa. Còn mây mò đấy không? Còn mây. Dính bơi suối hả? Xuống thấy dĩa chạy nó cũng nóng nha. Nè, có dĩa nè.
Được. Tụi bay di kiến đu hết, gần hết thân như lại đó. Được. Một phép, một em một đấy. Được. Còn chim bôi cá này. Chưa, thôi tụi nén nó đẹp không mà. Không có gì hết không? Nén. Chim nhỏ được phải mập. Thang cửa dây chết được một con chim à. Giờ ngại quá, ngại cả nhà ơi. Tuy hai anh em đi đánh bẫy nhưng mà Tuy làm được con mình góc nào giờ không biết ăn nói sao. Giờ vô bờ cơm mà không có góp được cái mồi gì hết đây. Chắc là giờ hai anh em xuống hồ. Đây con cước này. Hai anh em xuống hồ chứ xin thêm ít cá nữa quá cả nhà ơi. Thôi đi, mình xuống hồ rồi. Lần đây sao? Xin nữa không? Xin nữa. Mặt dày dữ không? Có đường hả? Xin nữa thành em chọn. Tiếp tục quen đường câu xuống đi. Nhắm nữa đi. Giật nhanh quá, không chịu quay luôn à. Được. Một cá mè một lứa hả? Dạ. Em nữa. Em nữa. Thành con thì ai đâu. Con khó chưa? Có người đâu cho bé làm hai được. Cái miệng của đấy mà nhấp không? Dùm lại phao cho cả nhà coi. Rầu. Bự. Qua nó đi. Được, còn lại con mau uống hơn. Khác nữa nè. Để giờ con cũng trông ấy. Lỡ buông xuống luôn rồi. Hớt mò đây tính sao? Hớt mò đây lên. Thử làm nữa không biết rồi. Thì ừ. Giờ đợi xuống 50 giây đây. Nha. 50 giây. Bật mày quay đúng 50 giây trúng đủ đặt đủ luôn ạ. Giờ giây thứ 15 này, bắt đầu điểm này. Trúng đặt hết. Làm tới 60 giây không có lên, thời giây 60 không có lên. Liệu nha. 30 giây nữa. Liệu đây mà. 25 giây nữa. 20 giây nữa. Phao vẫn còn lìa liên tục. 15 giây cuối cùng này. Giấy không? Rồi, 10 giây cuối á. 51, 52, 53. Mở dây đem lem mà hốt rồi, thâu lên. Được rồi, cặp. Ăn. Cặp bé bé được rồi. Chim nước họ liềm dìm sơn hả? Cả nước. Chim nhìn nó đen giống bèo công vậy thôi. Chim này nó mập mỡ nhiều nhưng mà dòng chim ăn cá nó không vàng béo như mấy con chim kia mà cũng đẹp đó. Được, chiều nay mấy anh em mình nhiều đầy đủ. Mời cả nhà ăn buổi chiều của anh em luôn. Mời cả nhà nha. Con chim một qua bụng. Chiều này anh phải xuống xin mấy anh cá nữa. Xin tiếp hai con nữa. Nem con nha chú. Nem con nha chú. Chú nào đi. Em vậy rồi hết được em. Người đi tạm mà chiều nay ăn tạm bữa vậy cho nó mời bàn cái đầu cá đi. Qua bữa rồi đồ tươi nướng lên ngon hả. Chờ gheo vậy đúng không. Tại bữa nay anh em tính nếu mà đi lọt vào khu rừng kia thì ở lại. Nhưng mà trời mưa quá đi không được, qua xuống không được. Sao giờ mình ghé lại đây mình trải nghiệm trong ngày à. Lát rút đi. Lúc tối nay mưa nữa. Đừng khó. Mưa nữa không được đâu. Cá béo thiệt không? Béo à. Đầu gà rô gà chép. Biết
Sườn quá. Sườn, cà rốt sườn. Sườn, xá xá đấy mà ngọt. Ngọt mà sao dai đó. Ngọt hả? Ừ, ngọt thôi chứ. Ủa, thịt dai. Nhìn nó đen ít đẹp mắt quá ha. Đúng thịt cò. Đúng thịt cò. Cũng ngọt. Mời cả nhà miếng thịt chim này. Chùa béo. Thịt đen nhìn rõ từ cháy thành thang nữa chứ. Thịt nó đen. Không đẹp nhưng mà mỡ nhiều béo lắm. Lá. Ngon. Giờ biết cả nhà nghĩ sao nhưng anh em mình ra rừng ăn gì mà ngon hết. Rốt mắt à. Già nha, rốt rốt mắt. Nhà má nấu cơm quá. Nước tàu mà nhỏ cứ rừng hả? Xong. Xong. Cần thủ về sớm đỡ nó mưa nữa là khổ này. Đợi nắng đi rừng trải nghiệm một chuyến mà mưa hoài chán quá cả nhà ơi. Xong ngày chiều mà 4 giờ chiều thôi anh em 7-8 chào quý anh chị các bạn, chào cả nhà mình luôn nha. Và...